Rodrigo. Tại tại Rodrigo là cầu thủ bóng đá người Brazil. Tốt ở vị trí W, W, T. Mức lương hiện tại là 6, chiều cao 1m7, cân nặng 64 kg, thể nhỏ, thuận trái 3 và phải 5. 4 sao kỹ thuật. Thủ này sinh năm 2000. Thuận có tinh tế và qua người. Rodrigo được xem là truyền nhân của Pele. Khi mà anh có thể hình, năng chơi bóng giống người tiền bối của mình, vua bóng đá Pele. Rodrigo vị kép chúng ta và thủ phá giữa phòng ngự rất thông thường, cấm và chọc khe. Giờ chúng ta sẽ vào Real Madrid rất ưa chú. Brazil đặc biệt trên hàng công, có lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật và hiệu quả. Cùng với Vinicius thì Rodrigo là cái tên Brazil thứ cập bến câu lạc bộ bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha. Rodrigo được phát hiện bóng đá của quốc gia Brazil, anh thì nổi bật trong thành phần cầu thủ trẻ và xuất sắc. Mạnh của Rodrigo chính là tốc độ, thích thì rồi phong cách chơi bóng tương tiền bối huyền thoại vua đá Pele. Mùa giải hiện tại thì việc săn được thẻ Rodrigo kiếm mới 18 tuổi, nhưng trong huấn luyện viên Zidane trao cơ hội thì Rodrigo đã ghi rất nhiều những bàn thắng quan trọng cho thầy kênh kênh La Liga cũng như thường. Game thì rồi thấp và nhỏ và xạ bánh mật phát xuống rất hay của Pogba và Java đã bị đánh bại. Khéo léo. Ta thấy năng bóng bướm về bóng và bóng của Rodrigo rất ảo, thậm chí khả năng dứt điểm kiến tạo cũng rất tuyệt vời. Mùa giải hiện tại này thì mức thẻ và chỉ số của Rodrigo đang còn thấp.
tạo rất đẹp. Raul băng vào hơi chậm. Năng chơi bóng bằng chân tương đối tốt. Rogo khả năng đánh đầu cũng không hề. Hơi có dấu hiệu của handicap. Cái chỉ số ở mức thiện thấp vậy ghép rồi trong một trận xếp hạng là dễ dàng. Ta cũng thấy được những phẩm chất của này năng thuật đi bóng rất tốt, AI thông minh. Ông với bà tỷ đẻ Vera là chọn khuôn Brazil luôn nổi sinh ra tiền đạo xuất sắc. Thuật ta đã từng chứng kiến những thủ thủy sân cỏ như Ronaldinho. Tiền đạo kỹ thuật quả với phiên bản hiện tại thì chúng ta có thể chấm điểm 7 trên 10. Anh đang còn trong những sao mài tiềm năng to lớn. Câu lạc bộ Real Madrid, tuyển quốc gia Brazil. Và chúng ta có thể hy vọng Ronaldo sẽ kế thừa đàn anh mà. Và với những phẩm chất của mình thì Ronaldo hoàn toàn có thể làm được. Wow, cực căng. Người đứng trong nhà